Tiếp theo, thí sinh mang mã số THT074 bằng Phùng La Học Đức. Một tràng ở đây tặng cho anh. Vâng, Phùng La Học Đức, một bạn trẻ rất yêu ca hát và hát cũng rất là hay đúng không? Và ngày hôm nay bạn đến với chương trình Nhìn Thấy Tượng Ta để bán kết đầu tiên là một đêm mà thưởng nhân tài bạn chọn đi. Chương trình ưu đãi bạn một trong 4 người giám khảo nên để chào mừng chúng mấy bạn. Dạ, em xin chọn một người người nào? Anh Cao Long. Cuối cùng anh Cao Long được thí sinh thương yêu rồi. Cuối cùng thì ngày 20 tháng 10 cũng được toàn nguyện nữa. Rồi xin mời anh Cao Long chụp chung với bạn Phùng La Học Đức, fan ủng hộ của bạn Phùng La Học Đức đâu ạ? Giờ tôi đã hiểu tại sao mặt tôi nó không có mụn rồi. Do là mặt tôi rất là dễ được hôn á, bạn không hôn tôi không? Chúng ta cùng đến với bạn Phùng La Học Đức với các bài hát Cảm Ơn Tình Yêu của Quyền Linh đúng không ạ? Rồi, một tràng pháo tay mọi người, vỗ tay lớn lên nào. Lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho
người như thế này mà nói không có cảm xúc đấm vỡ mặt em ra. Xin chào Hồng Đức ạ. Xin chào Cao Long ạ. Mình xin được nhận xét phần thi của bạn thì trước tiên thì cái phong cách của bạn là một phong cách chỉnh chạc và xử lý bài hát nó khá là tinh tế và có cảm xúc rất là nhiều trong đó. Thì bài hát Cảm ơn tình yêu là một bài hát mà nó cái nội dung của nó là một cái gì đó tươi sáng và chân thành ở trong đó. Thì bạn đã làm được cái điều đó. Bạn hát đúng nhạc, đúng tông và nói chung là bạn hát đã rất là tròn trịa cái bài hát này. Cảm xúc cũng rất là có nhiều. Nhưng mà mình thấy có một cái điều thiếu, đó là cái sự linh động, cái sự biến hóa trong đó. Thì bạn hát nó rất là tròn và nó rất là đầy đủ từ đầu đến cuối, nó như vậy, một cái cách mở miệng như vậy, một cách tiết tấu, một cái giai điệu nó như vậy. Chứ nó có những cái mà nó cần gắt lên, hay là có những cái mà cần đẩy hơi rất nhiều, hay là có cái bọn nhỏ thì mình thấy nó chưa có cái đó ở bạn. Mà những cái đó là những cái đánh giá để cho khi một bạn biểu diễn một bài hát thì người nghe, người ta chú ý vào những cái đó. Thì mình thấy bạn hát nó hơi đều, nó hơi đều so với nó hơi đều, cho nên là nó đâm ra nó có một cái chút gì đó hơi bị đơn điệu. Mặc dù bạn hát, cái giọng hát của bạn là một giọng hát tốt, có cái sự trau chuốt tình cảm, có sự tỉ mỉ, có sự tinh tế trong đó rất là đầy đủ. Nhưng mà nó còn thiếu một cái sự biến tấu, cái sự linh động trong cái giọng hát. Nó phải có cái gì đó là nghệ sĩ hơn một chút nữa. Nghệ sĩ đó, tức là nó rất là thiếu, nó rất là tự do, tự tại và tùy hứng đó. Tức là khi mình hát lần này như vậy, lần sau mình hát có thể nó sẽ khác đi. Và làm cho cái đó là tạo cái sự mới mẻ trong một cái bài hát. Và khi mà người khán giả ngồi dưới họ nghe, họ thích thú là cái đó, thì bạn nghe cái đó. Dù sao thì phần trình bày của bạn cũng đã thuộc rất là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà hay hơn nữa thì mình nghĩ bạn nên có những cái đó. Thì một bạn cảm ơn. Xin chào Hồng Đức. Cái đây là lần đầu tiên Đức và Diễn gặp nhau đúng không? Tại vì thì cái bài hát của Đức á, Diễn Đức có tập nhiều không? Tập nhiều ở nhà không? Cảm ơn tình yêu nè. Có không? Có hả? Phải không? Tại vì cái cách hát của Đức á, nó là căn bản nguyên sơ thôi. Cái hát bản năng thì nó không hát đúng kỹ thuật á, cho nên nếu mà mình hát nhiều quá thì nó sẽ bị đau cổ họng chắc luôn. Tại vì mình hát từ cổ họng mình đi lên, mình khi mà lên cao mình ráng, mình gắng sức á, chứ không phải hát là mình cục hơi, chắc cục hơi nó tập trung ở bụng nữa nè. Thì khi mà hát thì nó sẽ từ phần mũi nó bắt đầu đi lên cao này, thì hát sẽ rất là dễ dàng. Khi mà Đức nói thì giọng của Đức nó lại nói bằng hơi, nhưng mà khi hát thì lại hoàn toàn đặt ở cổ họng. Cho nên là với giọng hát này cũng được thôi, cũng nội lực, nhưng mà khi hát lên cao mình cố sức với mình làm người ta mệt, nghe mệt mỏi thêm, nghe mệt lắm. Cho nên là nếu mà Đức muốn hát tốt hơn và giữ bảo quản cổ họng của mình á, Đức nên đi học để mà biết hát từ kỹ thuật, từ bằng cột hơi nó sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo.